Rồi, xin chào quý anh chị nhé. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh. Đây là Xpander Eco. Bây giờ giảm giá cực kỳ tốt luôn anh chị. Đây là một con xe 7 chỗ gầm cao, nhập từ Indo, xe 2023. Nhưng bây giờ giảm giá nó chỉ còn 538 triệu 200 nghìn thôi. Đó là giá xuất hóa đơn chưa lăn bánh. Còn lăn bánh tùy theo hộ khẩu nữa nha anh chị. Anh chị cần giá lăn bánh chi tiết hoặc là những cái hỗ trợ tư vấn về ngân hàng, về bảo hiểm gì đấy thì anh chị cứ gọi trực tiếp giúp em theo cái số ở trong video nhé. Thì đây là một cái phiên bản số tự động mà dành cho những khách hàng nào mua để kinh doanh chạy dịch vụ đó, mà có cái mức giá thành nó dễ tiếp cận, thì đây là phiên bản mà em giới thiệu cho anh chị, bản Eco nha anh chị. Để cho anh chị xem nội thất ạ. Con xe này thì chút xíu nữa tụi em sẽ lắp màn hình vô nhé. Nguyên bản là từ nhà máy về là nó sẽ có màn hình, có camera lùi. Đấy, hộp số tự động này anh chị. Đây, phanh thì phanh cơ nhé. Ghế thì ghế nỉ thôi anh chị. Chúng ta có thể trang bị bọc ghế da con xe này với chi phí chỉ có vài triệu đồng thôi anh chị ha. Bản này vẫn có hai túi khí nhé, có cân bằng điện tử. Đây là màu xám bạc này anh chị, cái màu mà khách hàng rất là ưa chuộng ạ. Các cửa đều có hệ thống loa hết. Đấy, và có sẵn một cái bộ thảm sàn chính hãng theo xe. Nên anh chị muốn kinh doanh thì đây là con xe rất là hợp lý. Thời điểm này là giá cực kỳ tốt rồi. Giảm cho anh chị là 100% trước bạ đấy. Giá niêm yết của nó là 598 triệu, tức là gần 600. Bây giờ giảm 100% trước bạ thì em trừ thẳng vào giá luôn thì nó còn là 538 triệu 200 nghìn. Đèn hậu vẫn là đèn led nè anh chị. Phía trước của nó đó thì đèn phía trước đây. Đèn phía trước là đèn halogen, thiết kế là đèn mới rồi nhưng mà đèn halogen. Đây, đèn sương mù có sẵn nè. Động cơ máy móc khung gầm là giống hệt các phiên bản cao nhất, vẫn là động cơ 1.5. Hộp số tự động 4 cấp. Mâm sơn nha anh chị. Phanh đĩa phía trước. Cái này anh chị có thể phay một lớp đi cũng được. Xi nhan trên gương. Đây, anh chị sẽ thấy ngay là gương chúng ta là chỉnh điện gập điện, có cân bằng điện tử. Vô lăng thì là nó làm bằng chất liệu urethan thôi, khá là mềm nhưng mà không phải bọc da, cũng không có các cái phím cơ bản đó anh chị. Đây, ghế nỉ. Để anh chị mua con xe này về chúng ta đi gia đình cũng ok, chúng ta trang bị thêm một số phụ kiện là có thể đi gia đình thoải mái rồi, hoặc là mua kinh doanh thì để tiết kiệm chi phí cho anh chị đầu tư chúng ta nhanh hoàn vốn, thì đây là con xe rất là hợp lý, xe 7 chỗ. Đây, tất cả các màu nó đồng giá như nhau nha anh chị, 538 triệu 200 nghìn đồng. Một con xe 7 chỗ nhập từ Indo, số tự động luôn. Rồi anh chị quan tâm liên hệ với em theo số trong video nhé. Chương trình ưu đãi này nó chỉ áp dụng trong tháng 12 nha anh chị. Sang tháng 1 thì chúng ta không được ưu đãi tốt như bây giờ đâu. Bây giờ anh chị mua thì vẫn còn kịp thời gian để cho chúng ta lấy xe trong năm này luôn, trong năm 2023 này luôn. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.